Đây cái hàng như bộ nồi này 2000 mấy, anh em thấy nó nhớt, nó cũng văng nè, nha nhớt văng nha, này là nhớt nha anh em, chứ không phải là bụi. Rồi hello anh em, quay lại ha. Nhật lại chia sẻ lại những cái vấn đề về bộ nồi. Đây là một bộ nồi của SH350, ảnh đi đúng 2000 mấy trăm km thôi mấy bạn, 2000 mấy trăm km thôi, thì 2000 mấy thì nó đã bụi như vậy rồi, nên vệ sinh lại nha, nên vệ sinh lại. Vì những mặt nhôm này, thường thì mình cũng nói nhiều về nồi ha, những mặt nhôm, mặt nhôm trước, những cái đế bi nè, những cái quạt nè, mình vệ sinh lại để tránh tình trạng bụi nó làm hao mòn, nó phá dây ha, dây nó trượt, nó phá, nó vừa dây trượt lên trượt xuống như nè, thì ma sát nhiều, nếu mà bụi nhiều nó sẽ phá dây mình nhiều lắm, và nó làm cho cái nồi trước của mình, những mặt nhôm này nhanh mòn hơn. Nhanh mòn thì mình phải tốn tiền để mua bộ nồi mới, khắc phục lại đi cho nó đúng theo cái hành trình trượt của dây. Đúng không? Anh em gà cái ga của mình đây, lên cái lên vậy đó, thì khi mà những hành trình của mặt nhôm này mà nó lúng nó không còn đều nữa anh em ha, là nó sẽ làm cho xe mình yếu lại và chạy nó bị rần, nó không còn giống như là sản xuất đưa ra xe mạnh, xe bốc, xe êm ha. Tuy nhiên thì ở bộ nồi 350 anh em, sẽ có bu ly sao là bu ly nhôm nha, cho nên chúng ta nên Nhật sẽ khuyên anh em nên vệ sinh sớm hơn so với những cái nồi thông, những nồi xe phổ thông. Những nồi xe phổ thông là bu ly sao, là bu ly thép thì nó ít, nó không có bị hao mòn, còn nhôm nó sẽ hao mòn anh em. Đây cái hàng như bộ nồi này 2000 mấy, anh em thấy nó nhớt, nó cũng văng nè, nha nhớt văng nha, này là nhớt nha anh em, chứ không phải là bụi. Đi lâu quá mình không vệ sinh những cái nhớt này, nếu như mà văng mà nó bám vào bố nó sẽ trượt lên cái chuông nha, nó sẽ trượt lên chuông, nó bám vào bố nó trượt, thì xe 350 của mình nó sẽ mất cái công suất của máy và nồi nhiều lắm nha anh em. Đó thì đối với những dòng 350 anh em nên vệ sinh sớm hơn so với những xe phổ thông. Ở xe phổ thông thì mình tầm 5-7 ngàn thôi, thì xe này mình tầm 3-4 ngàn, 3 ngàn là được rồi, để cái nồi mình nó sạch, nó tránh tình trạng hao mòn. Ở xe phổ thông thì chỉ có mặt nhôm thôi, nhưng mà hao mòn ở 350 thì nó lại luôn có cái bu ly nhôm này, rất là mắc tiền nha anh em. Đó thì nồi này 2000 mấy chỉ vệ sinh rồi thôi. Thường thì 350 ở những khoảng ô đô đầu nó rất là rần nha, anh em chia sẻ, khách hàng chia sẻ rất là rần, cho nên là mình vệ sinh lại thường xuyên nó sẽ tốt hơn, tránh hao mòn hơn. Còn đối với chiếc này thì mình thấy thì cái bố nó ăn rất là đều nè, rất là đều nha, cho nên không có tình trạng rần, chỉ là vệ sinh lại, anh khách anh chia sẻ là thôi hàng máy vệ sinh cho nó sạch đi cho nó bền đồ. Ok thì thợ mình vệ sinh chút xíu nó vào xe gấp ráp lại ha. Đó anh em thấy không, thợ mình mới bắt đầu rửa nước, cái bước đầu rửa nước thôi mà bụi cát đất nó bay ra gì nè, ôi trời ơi, thì phải sạch nước trước như vậy. Nếu mà những cái nồi cần sạch trước ha, sạch nước trước bắt đầu rồi mình sẽ rửa xà bông lại, cũng giống như những quy trình của nồi xe phổ thông thôi anh em, giống như những quy trình thôi. Thì bên này cũng là một bộ nồi đang vệ sinh nè, đây thì thợ mình đang vệ sinh lại cái nồi 350, cũng là những cái quy trình vệ sinh nồi là rửa bằng xà bông, rồi rửa bằng nước sạch, rồi sạch khô lại để giúp cái nồi chúng ta nó tẩy hết những cái bụi bám, nó bám lâu ngày, nó làm tình trạng hao mòn nhanh hơn, đi xe không bốc, đi xe rần ha. Trời ơi, cái này là ông nội, cái này là em bé. Chà bá luôn anh em. Như bởi vậy khi mà nó hao mòn thì cái đồ 350 này nó sẽ tốn tiền nhiều hơn so với cái nồi phổ thông. Chúng ta phải giữ gìn, chúng ta phải vệ sinh thường xuyên, bảo dưỡng thường xuyên để cái nồi nó tránh cái tình trạng hao mòn sớm. Thì lúc giờ như cũng nói là bu ly mình không nên rửa vì trên đó có mỡ bò đúng không? Nhưng mà rõ ràng là bu ly này hồi nãy anh cũng thấy nó có văng mỡ bò ra. Thì buộc thợ mình sẽ nhét bọc vào những cái lỗ để mà tránh tình trạng nước vào cho mỡ bò rồi mới rửa, do cái bu ly nó quá dơ rồi. Chứ đúng ra tốt nhất là nên xịt bụi và quét bụi thôi, lau chùi lại, không nên rửa nha anh em, không nên rửa. Còn bu ly này thì buộc phải rửa rồi. Rồi bước cuối cùng là thợ mình sẽ xịt khô lại tất cả chi tiết. Thì thay vì cái bu ly này thường là không có rửa, chỉ lau bụi thôi, còn bây giờ đã rửa rồi thì phải sạch cho thật là khô để ráp vào xe cho khách. Anh em có thể nhìn thấy nó có cái độ sạch nè, rồi như mới luôn ha. 2000 mấy tuy là đã có những tì vết, tuy nhiên thì vệ sinh lại nó sẽ tránh tình trạng hao mòn như mới.
nặng quá nè. Nặng, nó nặng từ cái chất liệu cho tới túi tiền nếu mà lỡ như hao mòn. Bởi vậy cho nên vệ sinh sớm xíu nó không bao nhiêu tiền, nhưng mà nó lại giúp cho nồi chúng ta bền hơn, êm hơn. Khi mà 2000 mấy ô đô ha, thì anh em vệ sinh nồi thì mình không nói rồi. Đúng ra cũng nên vệ sinh như vậy, mình khuyên anh em nên sớm. Và khi mà ở đô đó anh em có thay nhớt thì cũng nên nha, cũng nên thay lọc nhớt. Bên mình sẽ có rất là nhiều dòng nhớt cho anh em lựa chọn. Chẳng hạn như M350 đang vệ sinh lại cái nồi ở đô 2000 mấy này thì anh khách anh đã chọn Mulligan, Liquid Mulligan và thay lọc nhớt KN chính hãng nha. Nhớt KN chính hãng. Để xe mình nó được lọc những cận bẩn nhớt tốt hơn. Những loại lọc nhớt lớn như vậy dành cho các xe lớn thì đúng kỹ thuật, mình sẽ chế nhớt vào cho nó thấm trước. Tránh tình trạng khi anh em không chế nhớt vào mà gắn lên luôn á. Như vậy cái xe mình phải nổ máy, phải chờ nó bơm cho thấm vào lọc nhớt rồi mới bơm lên hệ thống máy. Rất là hại nha. Cho nên thay nhớt cũng là một nghệ thuật nha anh em. Thay nhớt cũng là nghệ thuật. Đó thì nồi đã vệ sinh xong. Lọc nhớt thì thợ mình đang ráp và châm nhớt vào. Ở tất cả những cái vị trí xốp của số 2 bánh mình luôn có đầy đủ nhớt và lọc nhớt. Nhớt là nhớt chính hãng 100%, không lo về nhớt giả nha anh em. Xe nhỏ nếu mà đụng nhớt giả thì anh em làm máy lại thì chi phí nó cũng khá là cao rồi. Còn đừng nói đến xe lớn. Xe lớn thì anh em phải tìm luôn nha, những xốp có độ uy tín lớn như xốp 2 bánh mình và hệ thống xốp lớn, để anh em có thể dễ dàng lựa chọn những dòng nhớt phù hợp cho con xe mình. Đối với những dòng 350 thì anh em có thể đến tất cả vị trí shop để mà nhân viên mình tư vấn các loại nhớt phù hợp, có nhớt lẻ hay không, hay anh em nên mua những loại nào để đi tour, những loại nào để đi im, những loại nào để đi thành phố. Đối với quy trình thay nhớt thì chắc chắn phải sập kỹ và an toàn cho khách. Đây anh em thấy không, cái nồi nó vẫn còn khá là bụi nè, chắc chắn là thợ mình sẽ đem ra xịt bụi lau quét lại cho nó sạch sẽ. Nếu những con xe anh em được đổ nhớt vào ha, thì những cái chai nhớt này thợ mình sẽ đổ sạch nhớt trong chai, và những dụng cụ chắc chắn sẽ phải được lau sạch để giúp xe chúng ta không có lọt những cặn bẩn vào trong máy. Còn chai nhớt là đổ trúc như vậy nè, nó sạch nhớt trong chai, không chừa lại nha anh em. Canh lại đúng dung tích trên chai nhớt ha, nên như một số dòng nhớt và đa số hiện thời những nhớt nhập chính hãng, những nhớt nhập này nó còn đều có những cái gạch để mình có thể canh nhớt. Những gạch này để canh nhớt rất là dễ cho mình sử dụng. Thì anh em có thể dễ dàng mua nhớt online, có nghĩa bên mình sẽ có nhân viên trực tiếp tiếp nhận thông tin của anh em để mà gửi ship nhớt về tận nhà để anh em có thể thay ở nhà. Còn cứ hở mà ở thành phố Hồ Chí Minh đi qua Bình Dương thì tiện gần shop nào ghé lại shop bên mình, thợ sẽ thay kỹ sạch và đúng dung tích, nhớt dư luôn luôn trả về cho khách hàng. Đó thì thợ mình sẽ dùng dẻ lót vào nắp nhớt ha. Cái nắp nhớt nếu mà chạy thì xấu xe anh em, cho nên là luôn luôn kỹ để giúp xe mình nó hoàn mỹ ha, không có bị chạy những nắp nhớt này. Rồi nhớt dư thì bỏ bọc trả về khách. Tiếp đến sẽ là thay nhớt hộp số. Đó, nhớt hộp số này cũng là một vấn đề nè anh em. Không riêng về 350, không riêng về xe nhỏ, xe phổ thông, mà các dòng xe ga đều có nhớt hộp số. Tuy nhiên thì mình không kịp quay nha, cái nhớt hộp số này là khá là đen. Ở 2000 mấy thôi, ô đô 2000 mấy mà nhớt hộp số khá là đen anh em. Để mình mở ô đô cho anh em xem. 2009 nha. Cũng là những cái bước sạch kỹ xe cho khách, đúng dung tích nhớt, nhớt dư trả về. Đối với dòng 350 thì thay nhớt hộp số phải tháo cái phuộc lên vậy nè anh em. Vì cái con ốc châm nhớt nó nằm ở đây, nó cấn cái phuộc không thể nào mà luồn tay vô được. Còn anh em là có đồ nghề nào hay hay chia sẻ cho Nhật ha, để Nhật có cách làm hay hơn. Nhưng mà kỹ nhất, sạch nhất, an toàn nhất cho xe khách là cái tiêu chí của thợ bên mình nha. Tiêu chí của mình phải làm như vậy. Đông đúng dung tích để châm vào xe, dung tích lắp ha. Dung tích nhất lắp cho xe 350. Mỗi xe nó sẽ có những cái dung tích nhất lắp khác nhau, cho nên ở đây thợ mình sẽ có những cái dụng cụ đông như vậy. Đúng dung tích. Còn những cái nhớt dư thì chắc chắn sẽ mang về cho khách. Hôm sau anh khách có thay thì cứ mang tới, gom đủ thì mang tới thay. Chắc chắn là miễn phí công thay nhớt 100% miễn phí nha. Đúng dung tích đó, nó rất là quan trọng nha anh em. Thiếu là rất là hại, dư thì lại nặng và nhiều khi nó trào lên mô e. Thì đối với các dòng xe chẳng hạn 0.8ml nè, 1 lít, lít 1, lít 2, nếu mà vượt quá cái dung tích của một bình nhớt, bên mình sẽ có những dòng nhớt có nhớt lẻ và tư vấn cho anh em dễ dàng sử dụng. Chẳng hạn như 350 này là 1 lít 4 đối với anh em không thay lọc nhớt, còn 1 lít rưỡi đối với anh em thay lọc nhớt, thì mình có thể chọn cách mua 2 bình. Như vậy nó sẽ lợi hơn, hoặc là anh em có thể chọn mua nhớt lẻ. Còn nhớt láp là 210ml thì bên mình luôn có những dụng cụ đông. Luôn có những dụng cụ đông để đúng dung tích xe cho anh em đi không nặng. Và nếu thiếu thì lại mệt mỏi nữa đó.
cho nên là phải chạy những vấn đề này đó. Thì thợ mình bắt đầu đem ra để mà quét những cái bụi đó xuống nha, quét xuống trước rồi mới sạch cho nó sạch sẽ ngóc ngách trong cái bộ lốc nồi này. Đã quét rồi nhưng mà vẫn bụi anh em, đã quét rồi đó, có những cái ngóc ngách mình không thể nào quét hết được thì buộc phải sạch. Cho nên khi mà ở nhà chắc gì anh em đã có những dụng cụ như vậy. Và trong dịch vụ vệ sinh nồi dành cho tất cả các loại xe chỉ có 100k thôi cho một lần, thì mình nên vệ sinh sạch sẽ cái bộ nồi mình thường xuyên để giúp nó tránh hao mòn, nó tránh rần, tránh gọn, giúp xe mình đi êm ái hơn và bền đồ hơn, đỡ tốn tiền hơn. Rồi thì dĩ nhiên sạch sẽ rồi thì bây giờ ráp vô cái nồi này. Khi mà mình vệ sinh sạch nó đẹp như vậy nè anh em, đẹp như mới luôn, thì rõ ràng mới có 2000 odo thôi mà chưa quá lâu nha, chưa quá lâu. Như vậy sẽ hạn chế được thời gian hao mòn khá là nhiều đó anh em, và cái xe mình đi nó sẽ mượt lại gần như là mới. Thì mình cũng lên nhiều clip nói về vấn đề vệ sinh nồi ha. Thứ nhất là làm sạch, thứ hai là giảm tình trạng hao mòn và giúp con xe mình đi nó mượt lại giống như lúc ban đầu. Và dĩ nhiên khi mà vệ sinh xong cái xe của mình nó sẽ có một cảm giác nó giống như ban đầu, và nó không có bốc, không phải là không bốc nữa, mà nó không có hỗn ra giống lúc bữa giờ anh em đang đi dơ, có nghĩa là nó đã ăn mòn đều với nhau nha. Mình giải thích nhiều rồi, nó ăn mòn đều với nhau ở trong những cái bố này. Lúc đó mình vệ sinh lại thì buộc phải có thời gian nó quen lại với nhau lại ha, ít nhất cũng phải là 1-2 tuần đó. Thì anh em nào vừa mới vệ sinh về mà nói vệ sinh nó đi không bốc giống như lúc mà chưa vệ sinh thì xem qua cái clip này giùm mình ha, lý do tại sao. Cái này là bố 5 càng chứ phải là bố 3 càng nữa anh em. Đây, 5 càng nó như ngôi sao vậy. Thì những cái trục này luôn luôn khi mà làm nồi hoặc vệ sinh nồi bên mình, kỹ thuật bên mình sẽ tỉ mỉ tra lại một lớp mỡ bò mỏng ở trên những trục đó ha. Và mỡ bò này là mỡ bò chính hãng chịu nhiệt, không phải sử dụng mỡ bò lung cung. Khi mà sử dụng mỡ bò không đúng cách nó sẽ làm văng ra, bám vào cái bu ly, bám vào cái bố ba càng và cái chuông. Như vậy là xe mình chạy nó trượt, nó là hại nha. Cho nên là phải sử dụng đúng đồ, đúng thương hiệu đó. Và cũng phải biết cách làm nha anh em, chứ mà tra nhiều quá thì cũng không phải tốt đâu. Vừa thôi, càng nào để là càng đó, lò xo nào để là lò xo đó. Anh em thấy cái xe lớn thì cái gì nó làm nó cũng phải đòi hỏi những kỹ thuật và chính xác nha. Nội bóp cái bu ly để gắn vào thôi nó cũng đã nặng hơn rồi. Nó thì khi mà anh em muốn làm ở nhà cũng rất là khó. Cho nên là mình khuyên em nên ghé lại thợ làm. Và đặc biệt là thợ phải có kinh nghiệm, thợ phải có hiểu biết, thợ phải kỹ. Điều đó chắc chắn số xe bánh mình có nha, chắc chắn. Và dễ dàng cho anh em có thể đến shop, tại vì cái shop của mình nó nằm trải dài ở khắp các quận huyện của Hồ Chí Minh đi qua Bình Dương. Đó thì bây giờ cũng đã ráp xong từng chi tiết, đúng kỹ thuật, đúng vị trí, đúng ốc, chét lại mỡ bò những vị trí cần thiết ha. Bắt đầu ráp lại, nổ máy thử, chạy thử rồi mới giao xe cho khách. Nổ máy anh em, kiểm tra lại nồi trước khi lắp cái nắp vào ha. Trước khi lắp cái nắp vào thì kiểm tra lại xem dây, mặt nhôm và bu ly nó chạy có đều hay không, hay là cần canh chỉnh gì lại ngay lúc này, tránh tình trạng mà khi mà khách đi ra khỏi shop đi về thì nó có những cái hiện tượng không tốt, làm mất thời gian khách, làm mất niềm tin khách. Bên mình luôn luôn cố gắng phục vụ khách hàng ở mức tốt nhất. Rồi kim re giờ lắp nồi vậy thôi. Để có thời gian làm nồi và vệ sinh nồi hoặc là kiểm tra xử lý lại những cái hiện tượng khó chịu ở bộ nồi, thì khi mà vệ sinh bộ nồi như vậy thôi, vệ sinh thôi ha, anh em chích ra một cái quỹ thời gian tầm khoảng nửa tiếng, hoặc là nó có thể xa hơn, có thể lâu hơn một xíu. Nhiều khi cái nồi mình nó cần phải xử lý những cái phụ tùng hoặc là những cái mỡ bò hoặc là những gì đó nó dơ quá hoặc là thay thế, cần phải canh chỉnh cho kỹ, thì lúc đó thời gian cộng dồn dài hơn một chút xíu. Đó là cái thời gian làm bộ nồi để anh em có thể sắp xếp công việc, chăm sóc con xe của mình để đi cái xe tay ga nó êm ái hơn, nó mượt hơn và nó giảm những cái hiện tượng rần kêu. Cái dòng tay ga thì mình nên bảo dưỡng hoặc là vệ sinh nồi, kiểm tra lại nồi thường xuyên để giúp cái nồi mình đi nó bền hơn đó. Thì nếu anh em lỡ ở nhà mà đang có xe tay ga đi mà nhiều khi nó có những tiếng động lạ, có những hiện tượng rung giật, có những hiện tượng nó không bốc, nó làm cho xe của mình nó hao xăng, hoặc là có những hiện tượng kêu âm thanh khó chịu, thì cứ đến vị các vị trí shop của xe bánh bên mình sẽ có nhân viên kiểm tra để mà có thể khắc phục tại chỗ cho anh em luôn, để giúp con xe của mình nó êm trở lại ha. Và cũng không quên những cái dịch vụ miễn phí 4 bước chẳng hạn như bấm xe nè, tăng thắng, tăng sơn, tăng con, đó là những dòng xe côn tay đó. Thì em cứ ghé lại làm các dịch vụ, chẳng hạn chỉ là một thay một cái bình nhớt láp, chỉ là thay một cái kính,
chỉ là thay một bộ tai hoặc là có thể là bảo dưỡng nồi, vệ sinh nồi, làm chén cẩu, chắc chắn rằng sẽ được bơm lại áp suất vỏ cho anh em đi, cái vỏ của mình nó bền hơn, nó bám đường tốt hơn ha. Và cái những cái thắng canh đúng tiêu chuẩn hơn để mình cần thắng nó sẽ an toàn con xe. Còn chắc chắn rằng ví dụ như là cái mặt kính mặt đồng hồ này nếu mà dơ ha, anh em đi nhìn rất là khó chịu, bên mình sẽ hỗ trợ lau lại để giúp con xe mình lúc nào cũng trong điều kiện tốt nhất. Từ nhớt, từ vỏ, từ nồi đều có sẵn phụ tùng và đồ chính hãng để anh em có thể dễ dàng chăm sóc và bảo dưỡng con xe của mình. Đó thì nhớt dư. Nhớt dư hay là đồ tháo từ trên xe ra, thợ mình sẽ máng lên xe, gửi trả lại cho khách. Đó là điều 100% phải thực hiện. Khi hoàn thành các dịch vụ như anh em, các dịch vụ chẳng hạn là chắn cổ hoặc nồi hoặc bảo dưỡng đó, thì bên mình thợ sẽ bắt đầu chạy thử. Chạy thử để xem cái xe của khách cần canh chỉnh, cần kiểm tra là gì hay nữa hay không, để khách người ta về có sự an tâm hơn. Bây giờ thợ mình sẽ tiến hành chạy thử con SH350 này. Chắc chắn là nó sẽ bốc lại như mới. Êm liền anh em. Ok, thì cũng hoàn thành clip nói về vệ sinh lại cái nồi cho SH350 ở Odo 2000 mấy. Rất là nhiều bụi nha anh em, cho nên mình đã giải thích lý do tại sao anh em nên bảo dưỡng nồi lại sớm hơn đối với cái dòng xe lớn, đặc biệt là SH350 này, vì bu ly của nó là bu ly nhôm. Nồi nó là nồi lớn hơn nồi của những cái xe phổ thông trên thị trường. Khi mà lỡ có hao mòn thì cái nồi của chúng ta nó sẽ tốn nhiều phí hơn ha. Bảo dưỡng để xe của mình đi giảm tình trạng rung giật. Cái hạn như 350 này mình thấy thì nó con này xe này nó đang rất là đều bố, cho nên chạy cũng ngon, ảnh chỉ muốn bảo dưỡng nó cho sạch thôi. Ai bảo dưỡng vệ sinh nồi 350 thì tất cả những phụ tùng chẳng hạn như vỏ, phuộc, tay thắng, bao tay đồ chơi dành cho 350 bên mình đều có sẵn trên website shop2banh.vn. Anh em có thể dễ dàng lựa chọn về màu sắc nè, về mẫu mã nè và về giá thành luôn công khai. Rồi, bây giờ clip mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn anh em xem clip. Bye bye.